Liên tiếp những ngày qua, đàn voi rừng khoảng 10 con liên tục kéo về Buôn Đắk Bốc ở xã Krông Anna, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, phá hoại nhiều hecta hoa màu đang vào vụ thu hoạch của các hộ đồng bào. Sau khi xuất hiện voi, người dân Buôn Đắk Bốc hàng ngày phải túc trực ngoài dãy để canh chừng việc đàn voi trở lại. Chỉ trong 3 ngày qua, khoảng 10 hecta hoa màu đã bị thiệt hại hoàn toàn. Nhiều diện tích ngô đang trong thời kỳ thu hoạch cũng bị tàn phá nặng nề. Trong 2 năm trở lại đây, voi rừng thường xuất hiện phá hoa màu của nông dân, khiến cuộc sống của bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Voi rừng rất hung dữ, nên mỗi khi chúng xuất hiện, người dân Buôn Đắk Bốc phải tìm nhiều cách để xua đuổi. Để tránh xung đột giữa người và voi, các hộ dân cũng chỉ biết không nên ngủ lại lán trại ở trong dãy, xua đuổi voi bằng tiếng động lớn của chiêng, trống hoặc đốt lửa.